Một tượng của Thánh Maria Magdalena bị phá hủy có nhiều cách khác nhau để bày tỏ sự không đồng ý của mình. Ngày thứ Bảy 15 tháng 8, bức tượng Thánh Maria Magdalena ở gần tu viện dòng Đa Minh Saint-Baume, miền Provence, nước Pháp, bị những người đi dạo cho rằng không đứng đắn, họ đập bể tượng. Linh mục Patrick Marie Bozo, bề trên tu viện phụ trách nhà nguyện ở Ribault, và lấy làm tiếc về hành động vụng về và hung bạo này. Nếu muốn dỡ bỏ bức tượng, họ có thể bày tỏ sự không đồng ý của mình, nhưng không phá hủy theo cách này. Đây là lời của cha bề trên dòng Đa Minh ở tu viện Saint-Paul của dòng Dominica. Cha bức xúc khi thấy bức tượng của Thánh Maria Magdalena bị những người đi bộ đập vỡ thành nhiều mảnh ngày thứ Bảy 15 tháng 8 vừa qua. Tại chỗ họ để lại ghi chú, họ không chấp nhận bức tượng tạc như vậy, họ cho là không đứng đắn. Bức tượng này ở trong nhà nguyện Saint-Pilon của các tu sĩ dòng Đa Minh ở vùng Var của núi Saint-Baume. Đây là cả một công việc đằng sau chuyện này, vì nếu muốn bỏ bức tượng thì nên biểu lộ sự bất đồng của mình theo một cách khác. Các tu sĩ dòng Đa Minh coi sóc ngôi nhà nguyện nhỏ nằm trên đỉnh núi, nhưng ngôi nhà nguyện này ít người lui tới. Từ nhiều năm nay, tòa thị chính Ribault đã tiến hành công việc khôi phục lại tòa nhà. Linh mục Patrick Mary Bozo nhấn mạnh, thị trấn đã có công trong việc khởi động các công trình và lắp đặt bức tượng. Tôi có thể hiểu họ có thể không đồng ý với bức tượng, nhưng có công việc của nghệ sĩ ở đằng sau chuyện này. Từ nhiều năm nay, ông thị trưởng muốn sửa lại cả nhà nguyện, rồi giám mục làm phép nhà nguyện. Chúng ta tôn trọng những chuyện này. Nếu không đồng ý, thì họ có thể viết cho ông thị trưởng, nhưng không phá vỡ bức tượng. Bức tượng làm bằng thạch cao và chỉ là tạm thời, trong khi chờ giao bức tượng thật. Bức tượng được đặt ở nhà nguyện cách đây 5 năm, khi nhà nguyện được tu bổ. Bức tượng Thánh Maria Magdalena khỏa thân với bộ tóc dài che thân. Đây là hình ảnh phụ nữ phổ biến trong tin mừng. Magdalena sống 30 năm cuối đời trong một hang động ở miền nam nước Pháp, nơi các tu sĩ dòng Đa Minh ở từ năm 1848.